chào quý cô chú và các bạn. Hiện tại giờ mình đang có mặt tại chùa Chính Giác ở thuộc Bà Rịa Vũng Tàu nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ tới đây, mình sẽ ghi hình và chia sẻ cho quý cô chú và các bạn xem và được biết ngôi chùa Chính Giác này. Thì ngôi chùa này tọa lạc tại Bà Rịa, thành phố Vũng Tàu nha. Đây, mình sẽ đi vào, mình chia sẻ cho quý cô chú và các bạn xem không khung cảnh của chùa nha. Có hình tượng Phật Di Lặc ngồi rất là đẹp nha cả nhà. Rồi để mình ra mình chia sẻ cho các bạn xem Mẹ Quan Âm. Ở đây là chùa Chính Giác nha cả nhà. Đây hình Mẹ Quan Âm đang đứng khá là đẹp nha mọi người. Đây hình Mẹ Quan Âm nha mọi người. Đây là trước cổng chùa nha mọi người. Trước cổng chùa Chính Giác. Hình tượng Phật đẹp quá cả nhà ơi. Chính Giác. Đó là tại thành phố Vũng Tàu. Chào chị. Còn đây là cái chuông đồng chùa Chính Giác. Đây trước cổng chùa nha mọi người, chùa Chính Giác to là tại Bà Rịa thành phố Vũng Tàu. Hôm nay đoàn xe của công ty Mai Đức Thành là có là 8 chiếc nha cả nhà. Đây tảng đá có ghi khắc lên chữ chú Đại Bi cả nhà. Đây anh vào, anh đứng, anh đang cầu nguyện. Còn đây là mấy ship của mình. Ship của mình làm gì đây hả? Hả? Dạ. Quay ship làm gì đây? Dạ.
quang cảnh ở chùa khá là rộng rãi, thoáng mát nha các bạn. Đây hình của Đức Phật, Đức Thế Tôn. Quá đẹp, quá trang nghiêm. Đức Phật đứng dưới cội Bồ Đề. Nãy giờ ghé chùa này cũng chùa thứ hai nha cả nhà. Đây con đường đi vào chùa rất là rộng rãi nha. Nhà thấy không? Mình sẽ quay còn cảnh đây cho cả nhà xem. Ngôi chùa này mình còn lội vô còn hơi xa một tí nữa nha các bạn. Kính mừng đại lễ Phật Đản. Quá đẹp luôn. Ba tượng Phật. Này chào nha. Một, hai, trước ba. Đây là có một cái hồ luôn nha cả nhà. Hồ này chắc cá dữ lắm, cá bự bự luôn. Chùa này chùa Phước Huệ. Chùa Phước Huệ. Mọi người đang phóng sanh cá nha cả nhà. Dưới đây là cá, đủ cá, cá rô phi và cá lóc. Ê gì thả xuống đó nó ăn nó cá lóc nó khoan rồi. Rồi. Ê đừng ăn. Nó ăn rồi sao cản được. Này nói chuyện với cá luôn nha. Tại vì cá này nó đói gì đó. Cá lóc kìa, cá lóc nó ăn hết trơn à. Cái số nó bị con kia nó ăn rồi. Đây trời đang mưa luôn. Nắng mưa là chuyện của ông trời mà, đâu có gì đâu. Này, bà xã mua vé số ủng hộ cho cái anh này nha. Mấy anh với chị ơi chị. Đây ngôi chùa quá lớn luôn mọi người ơi.